Chào mừng quý vị đến với chương trình Nhịp cầu doanh nhân, chương trình được phối hợp thực hiện giữa Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và công ty Điền Quân. Trước tiên xin mời quý vị cùng theo dõi những nội dung chính sau đây. Mercer và Talentnet vừa công bố kết quả khảo sát lương tại thị trường Việt Nam năm 2013. Các giải pháp nhân sự ứng dụng tại doanh nghiệp trong tình hình kinh tế khó khăn. Chuyên mục chuyên đề kinh doanh, chiến lược lãnh đạo, sự thay đổi của các doanh nhân thời nay. Thưa quý vị, công ty Mercer, công ty hàng đầu thế giới về tư vấn nhân sự và đại diện tại Việt Nam là Talentnet, vừa đưa ra công bố mới nhất về tình hình lương tại Việt Nam năm 2013. Tương tự năm ngoái, tỷ lệ tăng lương năm nay cao hơn tỷ lệ lạm phát. Kết quả này dựa trên cuộc khảo sát 418 doanh nghiệp đến từ nhiều lĩnh vực, tập trung vào ngành tiêu dùng nhanh, công nghệ, sản xuất, hóa chất, dược phẩm và dịch vụ tài chính. Tuy nhiên, do năm nay tỷ lệ lạm phát được kiểm soát tốt, tiết giảm thấp hơn năm ngoái, nên tỷ lệ tăng lương cũng thấp hơn. Trong khi đó, các tập đoàn đa quốc gia có mức tăng lương bình quân cho nhân viên là 11,1%. Các công ty trong nước có mức tăng lương cao hơn, cụ thể là 11,3%. Tình hình kinh tế vẫn đang trên đà phục hồi một cách chậm rãi, ảnh hưởng đến sự mở rộng kinh doanh của các doanh nghiệp. Năm 2013, 60% doanh nghiệp quyết định tuyển thêm nhân viên so với 68% của năm ngoái. Trưởng phòng kinh doanh, chuyên viên kinh doanh và trưởng phòng tiếp thị vẫn là các công việc được doanh nghiệp săn đón nhiều nhất. Đặc biệt, báo cáo cho biết, trong những năm tình hình kinh tế khó khăn, vị trí trưởng phòng kinh doanh thậm chí còn quan trọng hơn nhiều lần, vì đây là công việc mang lại nguồn doanh thu trực tiếp cho doanh nghiệp. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay, các doanh nghiệp buộc phải rà soát lại mô hình và chiến lược kinh doanh. Tuy nhiên, với bất cứ mô hình và chiến lược kinh doanh nào, nguồn nhân lực vẫn đóng vai trò then chốt trong sự tồn tại của doanh nghiệp. Đây là nhận định được nhiều doanh nghiệp đồng tình trong tọa đàm Chiến lược nhân sự, bài toán cũ, tư duy mới vừa diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Khi đã xác định rằng nguồn nhân lực là chìa khóa quyết định sự thành công của doanh nghiệp, điều tiếp theo nhà quản lý cần làm là điều chỉnh chiến lược nhân sự linh hoạt. Theo nhiều doanh nghiệp, thực tế đã chứng minh rằng việc đào tạo nhân sự cao cấp từ nội bộ thường đem lại hiệu quả hơn việc tuyển dụng từ bên ngoài, bởi các nhân sự cao cấp được đào tạo từ nội bộ sẽ hiểu rõ và không tốn nhiều thời gian để thích nghi với doanh nghiệp. Chi phí đào tạo nhân sự từ nội bộ cũng thấp hơn chi phí tuyển dụng bên ngoài. Nhiều ý kiến cũng cho rằng, trong tuyển dụng, kinh nghiệm của ứng viên không phải là yếu tố quan trọng hàng đầu. Thay vào đó, khả năng sáng tạo và tư duy tốt mới là yếu tố quyết định. Thưa quý vị, cùng bàn về vấn đề quản lý nhân sự, Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam đã phối hợp cùng Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam tổ chức hội thảo mô hình mới về quản lý con người. Những thay đổi của lực lượng lao động toàn cầu, sự chuyển đổi trong nguồn nhân lực và tác động của nó đến hoạt động kinh doanh đã đặt ra cho các nhà quản lý những nghi vấn lớn là tại sao các mô hình quản lý nhân sự hiện nay chưa đáp ứng được kỳ vọng của doanh nghiệp. Liệu rằng có một cấu trúc quản lý nhân sự mới hiệu quả hơn cho doanh nghiệp hay không? Giải đáp các vấn đề này, ông Michael Porter, chuyên gia tư vấn quản trị nhân sự quốc tế, đã đưa ra mô hình quản lý nhân sự mới theo ma trận, trong đó tập trung vào giải quyết ma trận vấn đề khi nảy sinh các thách thức đa thế hệ do các nhà quản lý có nhiều quan điểm quản trị khác nhau. Hội thảo cũng đề cao vai trò của nhà quản trị ma trận nhân sự trong việc phát triển và quản lý nhân tài trong doanh nghiệp, một trong những vấn đề được nhiều nhà quản lý Việt Nam quan tâm. Ngày nay, thiết bị di động được xem là một người bạn 24 giờ cùng người tiêu dùng. Sự tiến hóa của thiết bị di động với những công nghệ hiện đại đã giúp các nhà quảng cáo có nhiều cơ hội khám phá những giải pháp mới cho ngành truyền thông tiếp thị. Đây là những nội dung được đề cập tại diễn đàn Mobile Marketing Việt Nam năm 2013 với chủ đề giải mã vai trò của mobile. Là phương tiện có thể hỗ trợ việc theo chân các khách hàng cá nhân và kết nối với họ bằng cách tập trung vào các thông tin có thể tùy biến, các thiết bị di động hiện nay đã trở thành một phương tiện marketing cho phép sự tương tác hai chiều liên tục giữa các thương hiệu và người tiêu dùng với nguồn ngân sách thấp nhất cho doanh nghiệp. Để ở tại Việt Nam, cái khoảng thời gian mà mọi người xem TV là vào khoảng 60%. Trong khi đó, cái ngân sách mà dành cho TV trong toàn bộ cái chi phí quảng cáo là khoảng 82%. Trong khi đó, mobile thì hiện tại cái khoảng thời gian mà mọi người sử dụng trong mobile là khoảng 42%. Tuy nhiên, ngân sách chi cho nó thì chưa tới được 1%. Thì như vậy là bạn cho thấy rằng là cái khoảng thời gian và cái ngân sách hiện giờ đang rất chênh lệch. Cùng với cái hiệu quả của quảng cáo mobile đem lại rất là thực tế trong thời gian sắp tới, thì các doanh nghiệp sẽ có cái sự thay đổi chia sẻ về ngân sách từ những cái kênh hệ thống truyền thông truyền thống như TV, như báo giấy, như billboard lên mobile. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc đưa ra một phương thức tương tác truyền thông hiệu quả qua mobile đòi hỏi phải có sự thay đổi trong suy nghĩ, hành động và tương tác của các nhà tiếp thị, kỹ thuật và các chuyên viên thiết kế.
Mọi người cứ nghĩ rằng là với cái mobile marketing đó, thì chúng ta sẽ phải cần có technology, chúng ta phải cần có một cái hạ tầng cơ sở về về technology hoặc là cái này nó cực kỳ ghê gớm. Nhưng thực ra chúng ta phải suy nghĩ về tới những cái giá trị đích thực của những cái thông điệp mà chúng ta đưa ra. Tại vì những cái thông điệp mà có giá trị đích thực thì nó mới có cái kết nối dài lâu với lại người tiêu dùng. Còn những cái chúng ta tạm gọi là những cái thông tin rác hoặc là những cái mà nó chỉ nổi phồng lên trong vòng 1-2 phút đồng hồ rồi nó sẽ chết đi đó, thì cái đó nó sẽ không bao giờ tồn tại trong cái đầu óc của người ta. Ngoài ra, việc các thương hiệu sử dụng mobile để hướng người tiêu dùng đến cửa hàng bán lẻ thông qua voucher, quà tặng miễn phí cũng được các chuyên gia đánh giá những cách tiếp cận thông minh để nâng cao sức mạnh của mobile, đồng thời tạo ra khả năng cho các thương hiệu và nhà bán lẻ tăng cường doanh số tại quầy. Thưa quý vị, năm 2013, tuy nền kinh tế Việt Nam vẫn còn đối diện với nhiều thách thức, song nhờ các chiến lược kinh doanh linh hoạt, nhiều doanh nghiệp vẫn đạt kết quả tốt và được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng danh hiệu Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 2013. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Nhà hàng Làng Nướng Nam Bộ là một trong 105 doanh nghiệp được tôn vinh trong sự kiện này. Không chỉ đạt nhiều thành tích trong kinh doanh, Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Nhà hàng Làng Nướng Nam Bộ còn là đơn vị tích cực tham gia các hoạt động từ thiện và công tác xã hội. Từ đầu năm 2013, công ty đã tổ chức nhiều hoạt động từ thiện như tặng quà cho 124 bà mẹ Việt Nam anh hùng nhân ngày 8 tháng 3, tặng 4 căn nhà tình thương cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh và khám bệnh phát thuốc cho hộ nghèo quận Tân Phú. Danh dự nghiệp của tôi rất là vinh dự được nhận giải tiêu biểu của thành phố trong cái kinh doanh, rồi tập thể cán bộ công nhân viên của tôi và đại gia đình cũng cố hết sức làm mà kinh doanh mà đồng thời cũng giúp ích cho xã hội. Mới đây, công ty vừa tham gia cứu trợ 200 triệu đồng cho đồng bào Quảng Bình trong cơn bão số 10 và tặng quỹ học bổng Vừa A Dính đợt 2 năm 2013, góp phần xây dựng trường học trên đảo sinh tồn Trường Sa. Với nhiều hoạt động công tác xã hội có ý nghĩa, công ty Làng Nướng Nam Bộ vinh dự nhận được nhiều giải thưởng như bằng khen và huy hiệu cao quý của Vương quốc Campuchia, bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và của nhiều đơn vị khác. Với việc không ngừng nâng cao về chất lượng sản phẩm và có những đóng góp cho cộng đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm An Thiên cũng đã vinh dự được nhận giải thưởng Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 2013. Hiện tại, công ty đang sở hữu nhà máy sản xuất dược phẩm công nghệ cao tại khu công nghiệp Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh với tổng diện tích 8.450 m², tạo việc làm cho khoảng 150 công nhân viên. Trong ngành dược thì chúng tôi cũng rất là quan tâm và đặc biệt nhấn mạnh cái yếu tố chất lượng là yếu tố hàng đầu, tại vì đó là cái yếu tố mà nó liên quan tới sức khỏe của con người. Chắc chắn là với tình hình hiện đại đang khó khăn thì mỗi đơn vị đều có tái cấu trúc riêng của mình. Riêng cái về mặt nhân sự thì chúng tôi cũng đang tiến hành theo dạng là chúng ta gọn nhưng mà tinh. Còn về mặt lâu dài, cái chuyện định hướng để xây dựng nhà máy sản phẩm và định hướng cổ phần hóa để mình cái nguồn lực mình mạnh hơn, đó là những yếu tố mà tôi nghĩ cũng tiên quyết. Tuy các doanh nghiệp trong nước chịu sự cạnh tranh gắt gao của các mặt hàng ngoại nhập, công ty vẫn mạnh dạn đầu tư để sản xuất ra các sản phẩm tốt cho cộng đồng. Cụ thể, thời gian qua, An Thiên đã hình thành quy mô nuôi trồng dược liệu sạch theo yêu cầu GAP của WHO với hệ thống quản lý chất lượng toàn diện, đội ngũ cán bộ kỹ thuật chuyên nghiệp. Hiện An Thiên là một trong năm nhà máy sản xuất thuốc đông dược đạt yêu cầu GMP WHO tại Việt Nam. Vừa qua, công ty TRG International đã tổ chức hội nghị tri ân khách hàng với sự tham gia của các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực dịch vụ tài chính, bảo hiểm, xăng dầu, nhà hàng khách sạn, hàng không, y tế và giáo dục. Tại sự kiện, các chuyên gia của TRG và tập đoàn Info đã chia sẻ những chiến lược và giải pháp mới nhất liên quan đến quản lý hoạch định nguồn nhân lực, quản lý tài chính, quản lý hiệu suất doanh nghiệp, mạng xã hội doanh nghiệp và thấu hiểu kinh doanh. Các giải pháp này sẽ giúp các khách hàng vạch ra được chiến lược phát triển chủ động và hiệu quả hơn trong doanh nghiệp của mình. Vừa qua, Mobifone đã triển khai chương trình khuyến mại dùng thử ngay quà đầy tay cho các khách hàng đăng ký và sử dụng dịch vụ giá trị gia tăng tại 10 gian hàng tư vấn dịch vụ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Tham gia chương trình khuyến mại, khách hàng sẽ được sử dụng các dịch vụ giá trị gia tăng tiện ích của Mobifone như Fun Ring, Fun Ring sáng tạo, Thế giới nhạc, M Film,
Đồng thời, khách hàng có cơ hội trúng nhiều giải thưởng khác như điện thoại Samsung Galaxy S4, hai chiếc điện thoại Samsung Galaxy S3, 10 thẻ cào Mobifone mệnh giá 500.000 đồng. Nhà cung cấp máy chiếu BenQ vừa giới thiệu tại thị trường Việt Nam các sản phẩm máy chiếu sáng tạo và loạt màn hình thân thiện hơn cho mắt với sự tích hợp của công nghệ chống nhấp nháy, công nghệ Flicker Free. Bằng cách thay thế các đèn nền thông thường của màn hình LED, công nghệ Flicker Free triệt bỏ hiện tượng nhấp nháy của màn hình ở mọi độ sáng, cung cấp những hình ảnh tốt hơn và dễ chịu hơn cho mắt, từ đó gia tăng hiệu quả học tập và làm việc. Các sản phẩm màn hình được giới thiệu ở thị trường Việt Nam có kích thước hiển thị từ 19,5 inch đến 27 inch. Nhân dịp này, BenQ cũng giới thiệu loạt sản phẩm máy chiếu sáng tạo, nổi bật là máy chiếu giải trí gia đình Full HD 1080p 3D W1500 và ý tưởng lớp học tương tác BenQ Classroom IQ. Bốn mẫu máy chiếu dành cho nhu cầu giải trí tại gia và lớp học, điển hình là máy quay tài liệu S30 và máy chiếu tầm ngắn MX819ST. Thích nghi để tồn tại. Điều này không chỉ hữu dụng trong việc giáo dục con người, mà ngày nay đó là một châm ngôn sống còn của các cá thể kinh doanh, doanh nghiệp. Trong bối cảnh môi trường kinh doanh luôn vận động và chuyển biến không ngừng, bắt kịp và dẫn đầu xu thế của thị trường là bài toán đặt ra cho các doanh nghiệp. Đóng vai trò quan trọng trong lãnh đạo sự thay đổi, phải kể đến vai trò của người dẫn dắt doanh nghiệp, các CEO. Đây là giai đoạn cực kỳ khó khăn, nhất là vấn đề nền kinh tế chúng ta trải qua 3 năm khó khăn. Do đó thì chúng ta phải sáng tạo hơn, bứt phá hơn. Điều quan trọng nhất là nhà lãnh đạo phải phát hiện và nhìn nhận được tình hình thực tế, nắm bắt được xu hướng tương lai và tìm cách huy động những nguồn lực phù hợp để tạo nên những thay đổi phù hợp cho doanh nghiệp của mình trong từng bối cảnh. Hơn ai hết, CEO là những người phải đứng trước sự thay đổi, phải liên tục nhìn nhận vào ngành nghề kinh doanh, tạo ra thị trường mới, tạo ra hướng đi mới và sáng tạo ra quy tắc cạnh tranh để dẫn dắt doanh nghiệp mình thành công. Theo nhận định của nhiều chuyên gia kinh tế, nền kinh tế chưa thể vực dậy ngay trong ngắn hạn. Hẳn phía trước sẽ còn nhiều khó khăn cho người thuyền trưởng của doanh nghiệp, nhưng dám thay đổi, dám gặt hái là phương châm mà các CEO cần nhất vào lúc này. Tin rằng với tinh thần này, các vị lãnh đạo không chỉ tạo cho mình được thế chủ động, tiên phong trong tái cấu trúc, đổi mới chiến lược, mà còn là cơ hội để doanh nghiệp mà họ đang chèo lái có thể đón đầu những xu hướng mới. Kính thưa quý vị, đoạn phóng sự ngắn vừa rồi cũng đã có thể giúp quý vị hình dung một phần về chủ đề của chương trình hôm nay chúng ta sẽ thảo luận, đó là chủ đề lãnh đạo sự thay đổi. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi rất hân hạnh được mời đến trường quay ông Nguyễn Anh Đức, Phó Tổng Giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Coop. Và vị khách mời thứ hai, ông Trần Đức Huy, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường. Trước hết xin cảm ơn hai ông đã nhận lời tham gia chương trình này. Thưa hai ông, với vai trò là những lãnh đạo cao nhất trong doanh nghiệp của mình, với chủ đề của ngày hôm nay nói về lãnh đạo có sự thay đổi, thì hai ông có thể nói về những nguyên nhân, những cái động lực khiến cho những người lãnh đạo trong doanh nghiệp quyết định sự thay đổi trong doanh nghiệp của mình. Thông thường là ví dụ như là doanh nghiệp có bị mất một lượng lớn khách hàng, mất một lượng lớn thị phần, hay là có một cái sự thay đổi về công nghệ. Nói chung là doanh nghiệp đó mất đi cái ưu thế cạnh tranh của mình trên thị trường thì sẽ dẫn tới cái việc thay đổi. Mà thông thường những cái thay đổi đó nó sẽ mang tính chất là nó đối phó nhiều hơn. Sau khi mà chúng ta thay đổi xong thì đối thủ chúng ta đã vượt lên trước rồi. Theo cái quan điểm tôi thì những người lãnh đạo ngày nay chúng ta phải chủ động, chúng ta tạo ra cho doanh nghiệp mình một cái sự thích ứng cho thay đổi, và thậm chí chúng ta phải chủ động tạo ra sự thay đổi luôn, bảo đảm là mình luôn luôn đi trước các đối thủ cạnh tranh mình vướng. Thực ra thì đối với lại các cái doanh nghiệp ở trên tất cả các cái lĩnh vực kinh tế khác nhau á, thì khi bản thân họ thay đổi thường là họ so sánh với hai cái yếu tố. Thì cái cụm yếu tố thứ nhất mà như anh Huy cũng có đề cập thì nó liên quan đến những yếu tố mang tính chất là bên ngoài, những yếu tố bên ngoài. Và khi mà cái nhóm yếu tố thứ hai là yếu tố nội tại của đơn vị, khi chúng ta xác lập một cái chiến lược thì thông thường chúng ta dựa trên những cái nguồn lực của mình, kể cả con người, kể cả tài chính, kể cả những cái điều kiện khác. Nhưng mà qua thời gian thực hiện thực tế thì chúng ta cảm thấy là những nguồn lực đó không đủ đáp ứng cho cái chiến lược của mình phát triển. Thì lúc đó không phải là xu hướng thị trường thay đổi, mà do cái bản thân những nguồn lực nội tại của mình nó không có phục vụ được cho chiến lược của mình. Do đó bản thân doanh nghiệp cũng phải có những cái thay đổi. Trong quá trình thực hiện sự thay đổi trong những doanh nghiệp mà mình từng điều hành, thì có sự thay đổi nào làm cho các ông ấn tượng và hài lòng nhất về kết quả mang lại? Điều mà tôi cảm thấy ấn tượng và tôi tự hào nhất là tôi có thể xây dựng được ở Vĩnh Tường trở thành một cái tổ chức mà chúng tôi luôn thích ứng với sự thay đổi. Ví dụ như là nhân viên của Vĩnh Tường là luôn được khuyến khích là nêu lên những cái điểm hạn chế của công ty, và thậm chí là phản biện lại những cái
kế hoạch hay những cái chiến lược mà đã từng thành công trong quá khứ. Chúng tôi cũng thường là khuyến khích các lãnh đạo, gần như là bắt buộc các lãnh đạo cao cấp là phải thường xuyên gặp khách hàng, và thậm chí là những cái người lãnh đạo mà không liên quan tới nhiều tới việc kinh doanh, ví dụ như giám đốc nhà máy chẳng hạn. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng khuyến khích cái tinh thần học hỏi, và chúng tôi thường xuyên có những khóa đào tạo bên trong cũng như bên ngoài. Thì khi mà chúng ta càng học hỏi nhiều thì khi chúng ta ứng dụng thì chúng ta sẽ tạo ra cái sự thay đổi. Thì nói tóm lại là tôi nghĩ là cái việc mà xây dựng cái văn hóa thay đổi trong một tổ chức là một điều rất là quan trọng. Trong phần trả lời của ông Huy thì tôi hiểu rằng là ông cảm thấy rất là hài lòng vì đã tạo ra được một môi trường văn hóa chấp nhận cái sự thay đổi, và chính cái sự chấp nhận thay đổi trong toàn bộ công ty của mình cũng là một nền tảng tốt để cho công ty có thể thực hiện được nhiều sự thay đổi thành công. Còn ông Đức thì sao? Tôi nghĩ thay đổi là một cái tích cực của một cái doanh nghiệp mà để đi đến từ quy mô nhỏ đến quy mô vừa và phát triển ra một cái tầm vóc lớn hơn. Thì ngay cả ở đơn vị chúng tôi cũng vậy. Qua từng giai đoạn lịch sử phát triển thì các thế hệ trước, các thế hệ lãnh đạo trước và những cái cô chú anh chị mà thành lập nên Sancop thì cũng có những cái hoài bão, những cái định hướng khác. Nhưng mà do những cái tác động của môi trường thì từ từ Sancop cũng có những cái chuyển mình nó phù hợp với lại cái xu hướng của thị trường hơn. Mà một cái nét mà thay đổi mà táo bạo nhất mà tôi được biết vào giai đoạn đó, thì thực ra tôi cũng chưa có công tác tại đơn vị, đó là việc chuyển đổi và quyết định tham gia vào lĩnh vực bán lẻ. Bản thân trước đó Sancop hoạt động nhiều hơn ở những lĩnh vực xuất nhập khẩu và những lĩnh vực thương mại liên quan khác, nhưng mà từ năm 1996 thì đã quyết định tối thiểu hóa kinh doanh ở những lĩnh vực khác để chuyển sang một lĩnh vực mới, đó là kinh doanh bán lẻ hiện đại. Thì chính cái quyết định thay đổi đó, những quyết sách thay đổi đó, nó làm cho Sancop tạo nên một hình ảnh hoàn toàn khác biệt từ năm 1996 đến nay. Và người tiêu dùng hiện nay biết đến Sancop không phải là một cái đơn vị xuất nhập khẩu nữa, mà nó là một cái nhà bán lẻ hàng đầu của Việt Nam. Trước hết là xin chúc mừng trong câu chuyện về sự thay đổi trong doanh nghiệp của hai ông, bởi vì đó là những câu chuyện rất vui, những câu chuyện về sự thành công trong quyết định thay đổi. Tuy nhiên, những con số sau đây sẽ khiến cho hai ông cảm thấy là thật sự doanh nghiệp của mình rất là may mắn, bởi vì trong số 650 doanh nghiệp được IBM khảo sát khi tiến hành sự thay đổi thì có hơn 40% doanh nghiệp đã thất bại trước quyết định thay đổi của mình. Hai ông có bất ngờ về con số này không ạ? Tôi không ngạc nhiên về con số đó, mà tôi nghĩ con số rất là tích cực. Tức là nếu mà chúng ta so với lại 1009 lần của đại tá Sander, cái người sáng lập ra cái chuỗi cà ráng KFC, ổng thất bại 1009 lần trong cái việc mà chào cái công thức của gà rán, hoặc là hay là Thomas Edison mà 10.000 lần thì mới tạo ra bóng đèn, thì tôi nghĩ là cái tỷ lệ đó nó rất là tích cực. Có thể nói là như thế này, không phải là 60% thất bại mà 60% doanh nghiệp đó họ bỏ cuộc trước khi họ thành công. Tôi cũng nghĩ đó là một cái con số rất là tích cực. Cái này là cái tỷ lệ mà chỉ là một cái tỷ lệ thống kê những doanh nghiệp thay đổi bị thất bại thôi, thực hiện sự thay đổi bị thất bại. Còn nếu bản thân cái doanh nghiệp đó không thực hiện thì sẽ đổi, thì có lẽ cái doanh nghiệp đó khó thể tồn tại trên thị trường. 100%. Vâng. Gần như, như vậy đúng không ạ? Như vậy thì chúng ta thường nhìn thấy là có một số lãnh đạo thì người ta nghe nói đến sự thay đổi thì người ta rất, cái tâm lý chúng ta thường rất là e ngại cái sự thay đổi. Như vậy thì vì sao mà các anh thấy là người ta thường e ngại cái sự thay đổi đó? Theo tôi nghĩ thì thành công cũng là một trong những cái rào cản lớn nhất để sự thay đổi. Tại vì khi mà một doanh nghiệp đang thành công thì lãnh đạo không thấy có cái lý do gì để mà cần thiết là họ phải thay đổi cả. Nhưng mà tôi nghĩ cái nỗi mà sợ lớn nhất của người lãnh đạo là mất khách hàng, mất thị phần. Thì nếu mà chúng ta không thay đổi thì sớm hay muộn gì điều đó cũng sẽ xảy ra. Vì thì lại thường nghe cái cụm là thay đổi hay là chết, và cũng nghe cái cụm ngược lại là thay đổi và chết. Cái điểm đó có phải là điểm đáng e ngại nhất hay không, và làm sao để với kinh nghiệm của anh? Chính cái đó của chị Phi có trao đổi thì đó là cái yếu tố mà người ta đã ngại sự thay đổi. Tại vì không ai nghĩ trước được một cái gì mà mình thực hiện trong tương lai mà nó khác hoàn toàn với lại những cái gì mình đang đi. Nó lại là chắc chắn nó dẫn đến thành công. Và thông thường trong một doanh nghiệp thì bao giờ cũng có những cái chiều hướng phản biện lại để biết được cái mức độ thay đổi như thế nào, và cái tính chất thay đổi đó nó có phù hợp với lại doanh nghiệp ở trong tương lai hay không. Trở lại một phần với cái việc chuẩn bị cho cái sự thay đổi là quan trọng để quyết định là cái sự thay đổi đó có thành công hay không, thì thường là chúng ta sẽ phải chuẩn bị những điều gì để thực hiện một sự thay đổi? Thông thường tôi nghĩ trước khi mà thay đổi, chúng ta có 3 việc chúng ta cần phải làm. Việc thứ nhất là chúng ta chuẩn bị cho cái môi trường thay đổi. Thì đầu tiên cái người lãnh đạo là phải có một cái tầm nhìn hay một cái mục tiêu rất là rõ ràng. Tại vì nếu mà người thuyền trưởng mà muốn đổi hướng con thuyền mà không biết là đi đâu thì sẽ rất khó.
Thứ nhì là khi mà thực hiện thay đổi thì chúng ta phải kêu gọi cái sự tham gia của những cái người mà thực hiện thay đổi vào. Tại vì thông thường cái phản ứng đầu tiên là họ sẽ chống lại cái sự thay đổi. Và khi mà thay đổi chúng ta cũng đừng có cố gắng chúng ta tạo ra, chúng ta muốn cái kết quả gì nó quá lớn, chúng ta hãy chia nhỏ những cái kết quả đó ra để tạo cái sự động viên cho người nhân viên. Và cuối cùng như nãy tôi nói là xây dựng một cái hệ thống để mình duy trì cái việc thay đổi bền vững, hay mình tạo ra một cái văn hóa thay đổi, thì mọi việc nó sẽ diễn ra rất là nhẹ nhàng và rất là tự nhiên. Và tôi nghĩ là một trong những cái quan trọng của cái sự thay đổi mà giống như là Michael Porter cũng đã lần mà thể hiện cái quan điểm của mình trong việc cái trình bày về quản lý sự thay đổi, thì bản thân Michael Porter cũng nói là đối với một doanh nghiệp, khi thay đổi, cái quan trọng của doanh nghiệp là biết chấp nhận, từ bỏ những cái lợi ích ngắn hạn không phù hợp với chiến lược phát triển lâu dài. Thì cái lỗi mà chúng ta thường hay mắc đến là chúng ta thấy được những cái lợi ích trước mắt, và chúng ta cố tình theo đuổi những cái lợi ích trước mắt đó mà phá vỡ đi cái cấu trúc của chiến lược lâu dài, và chính cái sự thay đổi nó không phục vụ cho một cái định hướng phát triển lâu dài của doanh nghiệp. Tôi rất là tâm đắc với cái đoạn mà anh Đức nói về là chúng ta phải chấp nhận từ bỏ những cái lợi ích trong ngắn hạn mà nó không phục vụ cho cái định hướng lâu dài của mình. Tuy nhiên để người ta nói đến lợi ích là rất là khó để mà từ bỏ, rất là khó để nghĩ đến chuyện mình phải hy sinh. Được biết là sắp tới thì Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh lại đưa cái chủ đề này ra làm một cái chủ đề mổ xẻ trong một diễn đàn lớn nhất dành cho giới CEO là CEO 3.0, dám thay đổi, dám gặt hái. Như vậy thì là những người tham gia trong những cái chương trình đầu tiên của CEO, thì anh nghĩ rằng đó có phải là cái thông điệp sự can đảm chấp nhận cái kết quả, mọi kết quả của sự thay đổi, có phải là thông điệp từ trong cái chương trình mà mình muốn nhắn gửi hay không ạ? Chính xác, tại vì rõ ràng là cái tình hình kinh tế sắp tới cũng không có nhiều khả quan, thì có thể doanh nhân chúng ta không thể thay đổi hướng gió, nhưng mà chúng ta có thể điều chỉnh cánh buồm. Thì đó là lý do tại sao thông điệp chúng tôi muốn, ban tổ chức chúng tôi muốn đưa ra năm nay là dám thay đổi và dám gặt hái. Thì cũng có một số các anh chị hỏi là tại sao dám thay đổi, thì tôi thấy là đúng rồi, mà tại sao là dám gặt hái? Thì thông thường khi mà chúng ta thay đổi nó sẽ có cái kết quả tích cực và tiêu cực. Thì nếu kết quả tích cực thì sẽ rất là tốt, nhưng mà nếu kết quả tiêu cực thì liệu là cái người doanh nhân đó họ có dám chấp nhận cái kết quả đó để họ kiên định với con đường thay đổi hay không, hay là họ lại quay về vậy cái cách làm ban đầu. Đó là lý do mà tại sao thông điệp này chúng tôi đưa ra là dám thay đổi và dám gặt hái. Dạ, là một đại diện của nhóm những người trẻ tham dự vào diễn đàn và cũng nói đến một chủ đề về quản lý sự thay đổi, thì với cái chủ đề của chương trình là dám thay đổi, dám gặt hái, thì anh rất nghĩ rằng những người trẻ của chúng ta, những doanh nhân trẻ của chúng ta trước hết sẽ cần thay đổi điều gì? Trong giai đoạn hiện nay, sự thay đổi được đặt ra đối với một doanh nghiệp là một cái yêu cầu mà tôi nghĩ là bức xúc đối với doanh nghiệp. Còn cái vế thứ hai mà dám gặt hái có nghĩa có lẽ rằng là ban tổ chức CEO Forum cũng muốn có một cái động lực tinh thần đối với lại thế hệ doanh nhân, đặc biệt là thế hệ doanh nhân trẻ, trong cái công cuộc cải cách, trong cuộc đổi mới của chính doanh nghiệp của mình trong giai đoạn hiện nay. Và tôi nghĩ là một cái chú trọng hơn nữa mà CEO Forum cũng sẽ đặt ra, đó là cái tính tập trung của sự thay đổi. Tức là bản thân các doanh nghiệp thay đổi nhưng mà sẽ không dàn trải và không làm một cách là bừa bãi, mà phải có sự tập trung theo đúng cái định hướng, theo đúng cái chiến lược của mình. Xin cảm ơn hai ông đã nhận lời tham gia trong chương trình ngày hôm nay. Để tiếp thêm nhiều động lực và chia sẻ được thêm nhiều kinh nghiệm cho quá trình thay đổi trong doanh nghiệp của mình, quý vị cũng có thể tham gia chương trình Việt Nam CEO Forum 2013 với chủ đề CEO 3.0, dám thay đổi, dám gặt hái vào ngày 30 tháng 10 năm 2013. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Nhịp cầu doanh nhân kỳ này. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, quý vị vui lòng gửi thư về địa chỉ email nhịpcầudoanhnhan@gmail.com. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị lúc 9:45 sáng thứ Bảy tuần sau trên kênh HTV9.